Rồi, xin chào các bạn, mình là Trọng, mình đến là Tatolab ha. Thì mình tiếp tục sử dụng con chip ATM F0, F1, F4, F3, P6 ha. F4, P6 ha, ok. Rồi, để mà mình sử dụng UART rồi. UART thì mình sẽ vào Connectivity ha. Chọn UART 1. Rồi chọn UART bắt combo ha. Async. Đấy. Thì ở đây mình cái git mình đang sử dụng là chân V9 và V10. Và ở đây mình sẽ chỉnh lại cái baud rate là 9.6 ha, và những cái phía dưới như là bạc thì mình đã mặc định. Ok, đấy thì phía dưới mình đã mặc định hết. Sau đó mình sẽ tạo code ha. Rồi, đây là cái chương trình mình đã tạo ra nè. Rồi, bây giờ mình sẽ vào hàm main. Đầu tiên mình sẽ phải tạo ra những cái biến cần thiết ha. Biến đầu tiên nó sẽ dùng kiểu là uin8d. Đó là cái đây là một cái mình khai báo hàm. À, là mình khai báo biến nhận ha, biến nhận đệm. Rồi, sau khi một hồi mình chỉnh sửa kiểm tra thì mình sẽ tạo ra cái mặt cái demo. Thì đầu tiên mình sẽ có một cái biến, biến này là mình đã gửi dữ liệu đi ha. Còn cái biến này là nhận, rồi cái con trỏ là cái biến đệm để mà truyền và nhận ha. Thì để mà mình truyền đi á thì nó mình sẽ vào đây ha, truyền đi thì mình phải bắt buộc cái hàm string f để mình lấy cái dòng chữ của mình add mình gán vào cho cái buffer ha. Thì để sử dụng được hàm string f thì mình phải khai báo string.h về stdio ha. Và ở đây mình có thêm cái phần phần cc cộng cộng, không phải cc cộng output target à, phải sử dụng view Microlib ha. Rồi thì mình string f mình đưa cho cái buffer thành cái mảng này. Sau đó mình sử dụng cái hàm hàm string mid. Thì hàm string mid nó có cái cấu trúc là như thế này ha. Cấu trúc đấy, cấu trúc về dùng con trỏ về tất cả dữ liệu đều là UI8T ha, anh xin 8, anh xin 8. Ok,
và mình sẽ điền theo cái cấu trúc của nó. Thì ở đây cái này là mình sai nè, này sai nè, cũng đúng cũng đúng. Thì ở đây mình dùng cái mảng buffer là 20 ký tự là mình ép vô nè, còn đây mình dùng cái mảng cái buffer trên này, nói chung là hai cái thì mình muốn gửi cái này cũng được. Thì ở đây mình có thể thay đổi cái này bằng waveform, ở trên là đã được lắp dưới waveform mình bỏ waveform đi đấy, thì hai cái mảng này khác biệt nhau ha. Đấy. Thì nếu muốn đã gửi được cái mảng thì chúng ta sẽ chọn cái quạt số bao nhiêu, rồi đến khi đến là cái buffer, ra cái buffer này ở trên mình đang khai báo là mảng tre nè, cho nên là mình phải ép kiểu nó về, tại vì nó ở đây nó đòi là kiểu kiểu 8 bit, kiểu đúng rồi, kiểu 8 bit nhưng mà không âm, thì mình phải ép nó, phải ép kiểu nó. Rồi sau đó mình sẽ nó sẽ hỏi cái số lượng phần tử, thì mình sẽ dùng cái phần sign up của phần tử này ha. Rồi thời gian chờ này, thời gian gửi là 100 đấy, rồi cứ cách 1 giây là mình sẽ gửi, rồi mình sẽ bắt đầu mình debug ha. Rồi. Xong mình sẽ load, thì bây giờ mình đang clear hết rồi, mình clear đi. Đây. Mình chưa có mở cái bọt ha, mình sẽ chọn com, mình đang xài Helix ha. Com ở đây mình dùng com 4, com 4 là do cái cổng của mình đang xài là con CV2102 con 4 ha, mình chọn con 4. Cái hồi nãy mình cấu hình là 19600 thì mình chọn cho đúng ha. Rồi bây giờ mình sẽ nạp code. À trước khi nạp code thì mình phải chỉnh thì bớt lại đây, à, cái này bước quá quen thuộc rồi, ok lót ha. Đấy thì sau khi mình lót xong rồi sẽ mở open nè, nó gửi nè ha, đấy nó cứ gửi đấy, là như vậy là mình đã có thể gửi được dữ liệu lên cho cái dữ liệu của mình ha. Rồi, thank you.